Ta, bắt đầu một tòa phòng đấu giá 111.111 .111 mạnh nhất đấu giá hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Chí tôn đạo trường, thái cổ vực, hắc ám phường thị. Được vinh dự thần bí nhất cùng địa phương tối tăm nhất. Tại mảnh này phường thị bên trên, từng sợi xuất hiện kinh người thần vật trong đó không thiếu để vừa rơi ta. Bắt đầu một tòa phòng đấu giá 111.111 .111 cấm khu chi chủ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ông, từng đạo kinh khủng vô biên hung lệ thân ảnh lấy tấm thẻ hình thức hiển hiện, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái tấm thẻ viên cầu, đang không ngừng va chạm xoay tròn, cho đến rơi xuống một cái thẻ. Chỉ bất quá sơ cấp tấm thẻ nhiều lắm, chiếm cứ rút thưởng 90%, trung cấp chỉ có vài chương, cao cấp càng là chỉ có một chương. Hệ thống nhắc nhở, có thưa túc chủ đẳng cấp quá thấp tấm thẻ tỷ lệ cũng quá thấp, theo túc chủ tăng lên đẳng cấp thì tấm thẻ tỷ lệ tăng nhiều. Túc chủ, sở tuân, túc chủ đẳng cấp, một cấp, túc chủ tu vi, tạm thời chưa có, túc chủ công pháp, tạm thời chưa có, rút thưởng cơ hội, tạm thời chưa có, triệu hoán cơ hội. Một lần, ngay tại sử dụng, những này sở tuân chỉ là đơn giản liếc nhìn một chút, càng nhiều vẫn là chờ mong sẽ rút ra cái ta. Bắt đầu một tòa phòng đấu giá 111.111 ,111 vô thượng phòng đấu giá. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. T. Thành chủ, trời ạ, à, thật ta. Bắt đầu một tòa phòng đấu giá 111.111 ,111 bắt đầu đấu giá. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Thành chủ rất nhiều đạo ánh mắt vào lúc này nhìn phía hắc ám phường thị thành chủ, bên ngoài hắc ám phường thị thành chủ chính là nơi đây người mạnh nhất, cũng lẽ ra phải do hắn đệ nhất nhân đi vào. Những người khác chỉ có thể bồi tư. Nhưng mà, hắc ám phường thị thành chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói. Ta không có thư mời, tê. Đám người hít vào khí lạnh. Không khỏi là tê cả da đầu hắc ám phường thị thành chủ là đại nhân vật gì đơn giản chính là thái cổ vực đứng đầu nhất một nhóm người vô luận phòng đấu giá này lai lịch cỡ nào bất phàm lấy thân phận của hắn như muốn đi vào còn không phải tất nhiên nhưng bây giờ như thế chối từ là vì sao kiêng kỵ kính sợ có lẽ cả hai đều có Vương gia Kỳ Lân tử vốn định thản nhiên đặt chân đi vào, nghe vậy cũng tâm thần nghiêm nghị, ngay cả Hắc Ám Phường thị thành chủ đều muốn tôn kính mấy phần. Mình đường hoàng đi vào có phải hay không quá phách lối rồi? Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá mặc dù mở, lại không người dám nhập. Bên trong phòng đấu giá Sở Tuân cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, không ngờ tới đám người này như thế sợ, phòng đấu giá đại môn thoải mái lại không có một ai dám vào, cũng thần sắc cổ quái nói thầm. Hẳn là đi tới một cái giả hắc ám phường thị, bên trong đều là hèn nhát, còn tốt ngoại nhân không biết, ta, bắt đầu một tòa phòng đấu giá 111.111 .111 cạnh tranh bắt đầu. Nghe chọn bộ tại mê audio com tại sinh mệnh nguyên tuyền thần hà sương mù bị rút đi thời điểm hệ thống thanh âm cũng vang lên đinh hệ thống yêu cầu ba loại vật phẩm bán đấu giá không thua kém một tỷ cực phẩm linh thạch nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội nhân vật thất bại không trừng phạt sở tuân dưới đáy lòng nhẹ nhàng gật đầu cho dù là hệ thống không trừng phạt hắn cũng hy vọng đấu giá một tỷ cực phẩm linh thạch chỉ là dưới đáy lòng cũng có chút suy tư cực phẩm linh thạch giá trị hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch mà cực phẩm linh thạch trưởng khống giả bình thường đều là thần cảnh nói nhỏ cái này cấp bậc chính là khó mà đụng vào cho dù là hắc ám phường thị toàn bộ vơ vét có hay không một tỷ cực phẩm linh thạch còn khó nói bởi vì quá hiếm thấy cũng không có khả năng một chút xuất hiện nhiều như vậy cực phẩm linh thạch nhưng hệ thống đã đưa ra tự nhiên muốn hoàn thành ánh mắt quét tới rơi vào người phía dưới trong đám nói khẽ vô thượng phòng đấu giá lần đầu đấu giá thứ nhất dạng vật phẩm sinh mệnh nguyên tuyền một giọt tác dụng vạn giọt sinh mệnh chi thủy hóa thành một giọt sinh mệnh nguyên tuyền chính là chữa thương vô thượng thần vật chỉ cần còn có một hơi liền có thể cứu trở về đồng thời cũng là kéo dài tuổi thọ không hai thần vật theo giới thiệu người phía dưới cũng tại châu đầu ghé tai khoa trương đi sinh mệnh chi thủy vốn là vật hy hãn từ trước đến nay đều là lấy nhỏ để tính đồng thời có tiền mà không mua được mà cái này đi lên liền toát ra một giọt sinh mệnh nguyên tuyền vẫn là vạn giọt sinh mệnh chi thủy dung hợp, ta là không tin, nên là khoa trương, đoán chừng cũng chính là một giọt sinh mệnh chi thủy. Bất quá dù vậy cũng đủ để dẫn phát oanh động, nhớ kỹ lần trước xuất hiện một giọt sinh mệnh chi thủy đã dẫn phát rất nhiều đại năng giả chém giết, cuối cùng đã rơi vào sở ra trong tay. Xì sao bàn tán không ngừng. Sở tuân cầm lấy mộc trùy gõ một cái mặt bàn. Đông thanh âm thanh thúy vang vọng ra, trực tiếp quyển tịch phòng đấu giá, làm cho người yên tĩnh. Cất bước giá, 100 vạn cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn, soạt. Lập tức, giữa sân lâm vào ngắn ngủi ngạt thở, vô số người ngạc nhiên nhìn lại, còn tưởng rằng mình nghe lầm, 100 vạn cực phẩm linh thạch, điên rồi đi, thật coi cực phẩm linh thạch là rau cải trắng khách quý trong phòng một vị lão ẩu nhếch miệng cười một tiếng lộ ra vỗ răng vàng mang trên mặt nếp uốn cùng ý cười nói nếu thật là một giọt sinh mệnh chi thủy giá tiền này cũng coi như hợp lý liền sợ ngay cả nhỏ sinh mệnh chi thủy cũng không tính là hắc ám phường thị thành chủ cũng có chút nhíu mày cảm thấy giá tiền này hơi cao ông sở tuân để lộ bình ngọc vô hình sinh mệnh chi nguyên lan tràn ra vô sắc vô vị trôi nổi mà tới giữa sân chờ mong chờ đợi đám người chỉ cảm thấy có một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh tinh hoa vọt tới không có vào trong thân thể ba sát na lại có người trong nháy mắt phá cảnh đồng thời không chỉ một người như thế đáng kinh ngạc ở không ít người càng có trên thân người ám tật vào lúc này trực tiếp khép lại một màn này rung động tất cả phía dưới cũng tốt khách quý phòng cũng tốt đều ngốc trệ vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào kia đóng mở một cái chớp mắt liền khép kín bình ngọc, từng tôn cường giả bỗng nhiên mở mắt ra, bộc phát ra sáng trói đến cực điểm thần sắc. Kia là tham lam cùng khát vọng. Hắc ám phường thị thành chủ nội tâm bỗng nhiên rung động một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại, lẩm bẩm nói. Điên rồi, đúng là điên, loại này vô thượng thần vật lại có người chịu lấy ra đấu giá, và URL bằng Windows. Location Herep Window, PUBG giờ tác bằng Window, Puppy giờ tác Window, PUBG giờ tác Push Zonet 7254 X, BGSSP 7254 U UAL Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống, cái này không chỉ là hắc ám phường thị thành chủ tưởng niệm tất cả cường giả dưới đáy lòng đều là như thế hãi nhiên nghĩ đến, giọt này sinh mệnh nguyên tuyền đã không cần chất vấn, tất nhiên là hàng thật giá thật thần vật. Cho dù là mình không dùng được cũng tuyệt đối có thể coi như bảo vật gia truyền. Hô hấp dồn dập, rung động ánh mắt không ngừng. Mà phía dưới, kia ngồi tại bình thường trên ghế người tu hành, đột ngột cảm giác bầu không khí có chút không đúng, lẩm bẩm nói làm sao vậy hẳn là giọt này không phải sinh mệnh chi thủy không hắn là thậm chí càng kinh khủng có người nhẹ giọng thì thào đáy lòng say mê tại vô tận trong rung động bên trên một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện lúc ta cũng ở tại chỗ may mắn cảm thụ một chút cùng giọt này so ra đơn giản kém cách xa vạn dặm cho nên hắn thật là một giọt sinh mệnh chi nguyên t giữa sân xuất hiện ngắn ngủi ngạt thở không đợi bọn hắn kịp phản ứng điên cuồng hơn một màn tới hai trăm vạn cực phẩm linh thạch hắc ám phường thị thành chủ thốt ra ngay cả suy tư cũng không từng hắn khắc sâu biết nếu là gỡ xuống giọt này sinh mệnh tri nguyên trên thân ám tật tất nhiên sẽ khỏi hẳn thậm chí là thêm gần một tầng lầu cái này làm sao không để hắn cuồng nhiệt điên rồi đại sảnh phổ thông chỗ ngồi người tu hành cùng nhau đờ đẫn nhìn về phía số sáu mướn phòng Rõ ràng nói một lần tăng giá 10 vạn cực phẩm linh thạch. Cái này đi lên chính là 100 vạn. Cực phẩm linh thạch không cần tiền. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ quay lại lúc càng dọa người sự tình phát sinh. 300 vạn, 500 vạn, ta ra 800 vạn cho lão phu một bộ mặt. Số 7 trong dạp truyền đến một đạo tăng thương thanh âm, không ít người nghe nói không khỏi là hơi biến sắc, giật mình nói: tâm hồ lão nhân hắn vậy mà tại cái này mặt mũi lúc này ai mặt mũi đều không tốt thực một ngàn vạn cơ hồ là thoáng qua lại tựa hồ là hai cái chớp mát ở phía dưới trên ghế ngồi đám người còn không có kịp phản ứng liền nghe được giá cả đã tiêu thăng đến một ngàn vạn vô số người dưới đáy lòng lạnh mình lạnh dung nói lúc nào cực phẩm linh thạch không đáng giá như vậy đặt ở ngày xưa chớ nói một ngàn vạn cực phẩm linh thạch cho dù là một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đều không được nhưng hôm nay một ngàn vạn cực phẩm linh thạch cơ hồ là chớp mắt liền đạt tới nhìn xem bộ dáng xa xa không có tới đến cực hạn cái này khiến bọn hắn rung động cùng choáng váng đồng thời cũng dưới đáy lòng triệt để từ bỏ loại này cấp bậc đọ sức mình không có tư cách tham dự xa xa đứng ngoài quan sát. Quan sát cái này rung động một màn đi, 13 triệu. 1.500 vạn, 18 triệu, 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn tương đương. Sau đó giống như lâm vào điên cuồng mà đánh mất lý trí cạnh tranh, giá cả đang không ngừng tiêu thăng, điên cuồng dâng lên, mà phòng đấu giá ngồi ở đại sảnh người thì chết lặng nhìn lại nếu là một ngàn vạn còn có thể rung động rung động hiện tại ngay cả rung động đều đã quên lãng chỉ còn lại chết lặng về phần sở tuân thì bình tĩnh nhìn lại nghe từng tiếng tăng giá nội tâm không có thay đổi gì hệ thống yêu cầu là một tỷ dưới mắt chỉ là ngắn ngủi mấy ngàn vạn ngay cả số lẻ cũng không tính không đáng lạnh nhạt cùng hưng phấn sao đạo lộ là cô đơn phàm trần là tịch mịch dành cho đọc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc.